Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2023 thì cây lan rừng Phú Thái với em tiếp tục lên lại một số loại lan rừng nha cả nhà nha. À, thì hôm nay em có về những cái loại lan lá lạ cho cả nhà mình sưu tầm, chẳng hạn những cái lan thể bài này, càng cua này, và cây không khí đó nha. Cây không khí thì cả nhà mình treo vùng trước nhà nó thanh lọc không khí rất là tốt luôn, và đặc biệt thì hôm nay em về lại cái giống mới cả nhà, giống nho. Đây là giống cắt, giống nho hôm nay thì có gồm có 6 loại nho cả nha. À, thì cái nho này ngoài việc cả nhà mình về có thể trồng ăn trái hoặc có thể trai kiến được nha cả nhà nha. Đó thì hôm nay thì em lên được 6 giống nho, và những cô chú chị nào mà không gian chật hẹp đó, thì mình có thể trồng nhập chậu để làm cảnh vừa có trái ăn bình thường cả nha, không có vấn đề gì hết nha. À, thì đây là những cách hướng dẫn, thì em sẽ gửi khi mà cả nhà mình chốt đơn em sẽ gửi kèm theo ba cái tờ giấy hướng dẫn cách trồng từ khi mà cả nhà mình mua về tới trồng tới khi thu hoạch tới khi có trái nha cả nhà nha. Đó, cả nhà có thể trồng vô khay nhựa như thế này nè, những cô chú anh chị nào ở sân thượng đó, mình có thể bỏ những cái khay nhựa và đổ đất vô trồng thôi, hoặc là trồng thùng xốp cả nhà. Ở thùng xốp thì người ta trồng vẫn cái trái bình thường này cả nhà, đó rất là đẹp luôn nha. Nho đi rồi. Cái nhiều của chú anh chị mình nói trồng không ra trái đó là do cái cách thức chăm của mình chưa nắm vững cả nhà đó, mà khi em bán thì em sẽ gửi cho cả nhà mình ba cái tờ giấy để hướng dẫn chăm cây nho từ khi mua về tới khi ra trái nha cả nhà nha. Đó là đầy đủ trong cái đó, thì mọi thắc mắc cái gì thì cả nhà mình có thể liên hệ với em để em có thể hướng dẫn thêm đó, nho nha cả nhà nha. Và hôm nay có 6 loại giống nho cả nhà. Đầu tiên là cái giống nho 126 nha cả nhà nha. À, trái cái nho 126 này, đây là giống 126, cây như thế này, cây là cây giống nha cả nhà nha. Và cái cây này á, bên em á, là ghép từ một cái cây nho dại, thì cái cây nho dại á, là cái sức sống nó rất là khỏe cả nhà, nên những nhà vườn lớn á, họ lấy cây nho dại họ ghép vô những họ lấy những cái cây nho 126 này, họ ghép cây nho dại cho nó sinh trưởng, nó phát triển rất là tốt cả nhà. Đó, đây là cái giống 126 nha cả nhà nha. Đó, 126 và trái đây. Đó, và tiếp theo là nho móng tay đen này cả nhà. Đây là móng tay đen thì đây thì em có đủ mẫu và cái hoa cái trái của móng tay đen này cả nhà. Đây là cái nho móng tay đen. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà, móng tay đen nha. Nói chung là thì đồng giá, mỗi giá là mỗi chậu là 100.000. cả nhà mua 2 chậu em bao ship nha. Và đây là nho 152 này cả nhà, cây 152, giống nho 152 nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, rất là ngon luôn. Đây là 152 này. À, đây là giống 152. À, và tiếp theo là cây nho đỏ. Nho đỏ là cây nho truyền thống Ninh Thuận, cây này thì dễ trồng cũng dễ ra trái cả nha. À, nho đỏ truyền thống Ninh Thuận, đây là trái nho đỏ của Ninh Thuận cả nha. À, rồi tiếp theo là cây nho xanh. Đây là cây nho xanh. À, nho xanh là trái đây cả nha. À, đây là nho xanh, đây là nho xanh. Đó, những chùm nho xanh rất là đẹp như thế này, và đặc biệt dòng này rất là sai trái luôn cả nhà, nho xanh. À, tiếp theo là cây thứ 6 là cây nho mẫu đơn nữa nha. Đây là cây nho mẫu đơn. Đó, những cây giống như thế này. Đó, về cả nhà mình có thể trồng cảnh hoặc là có thể trồng trên vàng sân thượng nữa, cả nhà mình mua thùng xốp cho cả nhà mình trồng được hết cả nha. Và đây là cây hoa mẫu đơn, cây nho mẫu đơn cả nhà, nhầm rồi, đây là nho mẫu đơn, nó cũng giống nho xanh cả nhà, nho mẫu đơn. Ừ, thì có 6 loại giống nho này, thì mỗi chậu như thế này là 100.000, cả nhà mình có thể mua 2 chậu em sẽ bao ship nha. À, tại vì cái nho này thì em cũng lấy về nhà vườn lớn bỏ em lại bán thôi, cũng không lấy gì đâu. À, 100.000 một chậu nho như thế này, 2 chậu thì em bao ship nha, hoặc cả nhà mình có thể mua lan kèm theo thì em cũng bao ship được cả nhà. Đó, đây là gồm có 6 loại giống nho, thì mỗi nho chậu như thế này là giá 100.000 một chậu nha. Đó, nho. Đó, cả nhà mình có thể trồng những cái cách trồng người ta trồng này. Đó, trồng cái chậu nó ra trái bình thường đó nha. Đây này, đó cái chậu trồng mẫu này, đó, vẫn ra trái này, đó, trái. Trái xum xê đó, hoặc là có thể trồng những vàng trên sân thượng đó, cả nhà mình có thể làm một cái ấy đây, trồng đây này, nho chậu nho kiến. Này. Đó, vừa cái trái ăn mà vừa chơi kiến nó được cả nhà. Cái bông sao cho kiến nó được luôn. Đây là những chậu nho. Và có những cách hướng dẫn trồng cây từ khi mà cả nhà mua về em sẽ bỏ vô theo cái ai chốt đơn này, sẽ bỏ cái ba cái tờ giấy hướng dẫn trồng cái nho này nha cả nhà nha.
các nhà yên tâm về cái việc chăm sóc cây nho này, đã có đầy đủ trong hướng dẫn hết rồi. Em sẽ kèm theo cho các nhà mình, mỗi chậu là 100.000, em bao ship rồi, gặp theo lan đến bao ship nha, hoặc là các nhà mình có thể mua hai chậu bao ship nha, chứ một chậu em không bao ship được cả nhà, em đi đơn hai chậu thì bao ship nha. Đó là cái phần nho nha các nhà nha. Rồi qua cái phần lan thế bài cả nhà, dòng này thì các nhà mình mua về thay chậu bể trên bàn rất đẹp cả nhà, cái hoa nhìn cái màu hồng rất là đẹp luôn cả nhà. Thì mỗi chậu thế bài như thế này thì giá 130.000 bao ship luôn cả nhà, 130.000 cho một chậu thế bài. Các nhà mình cứ một chậu như thế này là hai hoa hết nha các nhà, hai hoa thế bài. Là 130.000 một chậu, em đã bao ship rồi các nhà, nhìn rất là đẹp các nhà, lan thế bài nha. Mỗi chậu là 130.000, em đã bao ship rồi. Rồi qua cái phần càng cua thì 101 một chậu các nhà, càng cua hình số 29 là 101 một chậu, em cũng đã bao ship rồi. Càng cua hiện tại về có hai màu các nhà, đây là màu đỏ nha, hiện tại nó đang lên nụ nhỏ rất là nhiều các nhà, đó nụ nhỏ này gửi cho cả nhà mình rất là yên tâm luôn, đó, nó không bị hư nụ, đó, bắt đầu cuốn nụ lên quá trời các nhà. Đây là càng cua đỏ là màu đỏ này, và em hôm nay có hai màu và một màu vàng nữa các nhà, đây là màu vàng nha các nhà, màu vàng này rất là đẹp luôn, màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, một chậu đỏ và một hai màu, một màu đỏ một vàng, thì đồng giá mỗi chậu là 101 em bao ship, cả nhà lấy màu nào thì alo cho em. Màu vàng rất đẹp đó nha, màu vàng, và đây là màu đỏ nha, 101 một chậu càng cua, em đã bao ship rồi nha. Vô cái phần hành lang này cả nhà, cái hình số 1 thì có một cái ba cái tủ quả cả nhà, ba cái tủ quả rất là đẹp luôn, rất là tươi luôn, to đẹp, ba cái tủ quả này cả nhà mua rồi theo lan bán 60.000 nha, tủ quả to đẹp luôn, 60.000 một ba tủ này, 60.000 nha, cả nhà mua thêm cái đơn này nữa đem bao ship cho hình số 1 nha, ba cái tủ quả to 60.000 nha. Hình số 3 chứ, ô số 3 60.000, không biết số 1 làm đâu rồi. Rồi qua hình số 2 này đi lộn sổ, số 3 tới số 2 đó nha. Cái số 1 thôi nha, số 1 em bị lộn số 3, số 1 là cái tủ quả nha, 60.000 ba tủ quả. Số 2 thì em có một phần cứ một chùm cái lan không khí này, 140.000 em bao ship này, thì ba chậu gồm ba chậu em cột chung vô đây. Cái dòng này này sống mình không khí nữa nha, rất là đẹp tiêu cảnh rồi, rất là đẹp luôn nha, một chùm ba chậu như thế này, giá 140.000 em bao ship nha, còn có ba màu này, màu hồng này, màu vàng này và màu xanh nha, không khí nha cả nhà nha. Đó, mỗi chùm như thế này ba chậu, màu hồng, màu vàng, màu xanh, đó, có 140.000 một chùm như thế này ba chậu, em đã bao ship rồi. Hình số 2, số 3 có còn tiêu vuông này, 100.000 em bao ship nha, 100.000 bao ship một chìa này, 2 dề này, 3 dề này, 4 dề này, 5 dề này, kiểu vuông rất đẹp quá nha, dề to 6 dề này, 7 dề, 8 dề, 9 dề, 10 dề, 10 dề kiểu vuông này, 100.000 bao ship luôn nha, như một đống kiểu vuông này giá 100.000 bao ship này. Thì số 3, số 4 có phần hải yến thanh lý nha, hôm nay có hai phần hải yến em thanh lý luôn, thanh lý nốt luôn cả nha, một đống luôn giá 100.000 thôi, em xả luôn nha, 100.000 bao ship. Và đây là hải yến tháng 8 của nha, hàng có đủ này, đó, những cây này thì nói chung nó không được đẹp luôn, lá nó không được đẹp, nó được khai thác vận chuyển á, nó bị dập cái nha, mà quan trọng em bán là chuẩn cái dòng này, dòng tháng 8 hiện tại nó đang nụ đang ho, hai cây thì phần này một đống như thế này, cái nụ nó này ba cây này, cây to này, tiếc là bị lỗi cái lá 4 này, cây xếp đẹp 5 này, 6 này nụ này, 7 này, cây này hai ngầm nụ này chỉ lên luôn, và cây này nữa 8 cây to như này, giá 100.000 bao ship này, đó, xã thanh lý 100.000 bao ship. Hình số 4 nha, số 5 thì cũng phần hải yến cũng 100.000 luôn này, em bao ship luôn rồi cả nhà, những cây xếp đẹp quá nha, một về xếp đẹp này, đó, một về hai ngọn đang có nụ đó nha, đây là hai cây này, đây một về này đó, đang có nụ này, về ba bốn ngọn này đây, đó, thêm cây nhỏ vẫn đang có nụ này, thêm cây đang có nụ này, đó, đây một cây nữa này, nụ nữa này, nãy giờ không biết mấy cây luôn, nói chung rất là nhiều luôn, đây một cây nữa này. Rồi đây một về đây, nó hoa là cả nhà, hoa rất là đẹp luôn, cực kỳ dòng này cực kỳ thơm luôn cả nhà, hải yến này một về hai ngọn là quá trời luôn, phần này cũng thanh lý 100.000 luôn này, hình số 5 này một thanh lý 100.000 bao ship luôn nha cả nhà, nhập đóng hải yến tháng 8 nha. Đó, qua số 6 thì lên một cây đáy trâu nghinh xuân nữa nha, giá 160.000 em bao ship một cây nghinh xuân, nó là khủng khiếp luôn, quá to quá khủng khiếp, nó bị ngang như gạch 60 phân là hơn nha cả nhà, tràn luôn đó, một lá này đó, lá này thì nó hơi bị tép đây thế, mà nó khô là hư là nó khô lành rồi nha, nó do cái vận chuyển về nó bị cắn thùng tép đó nha,
Đó, một cây trâu rừng bốc trụ luôn, 160.000 bao ship này, cây cực kỳ là to như thế này. Qua cái hình số 8 này, số 7 mình ghi được qua số 8 luôn, giá 180.000 bao ship luôn này. Một cây trâu khủng này, quá đẹp luôn nha. Đó, bề lá nó một lá nữa ha, là tầm cái 30 phân đó nha, một cái trâu cực kỳ to như thế này, quá là to luôn. 180 bao ship này. Số 9 cũng là 180 luôn nha, bao ship luôn, một trâu khủng luôn. Quá là to luôn, cực kỳ là to luôn. Đó, một viên gạch 60 phân này nó nhiều khít luôn đó nha. 180 bao ship số 9. Số 10 thì giá 190 nha, một cái trâu cực kỳ là to luôn, bạn lá to, bạn lá mít bự đẹp đó nha. Đó, cây này cũng rất là khủng luôn nha, cây này to nhất luôn. Một cây đai trâu bên xương này cực kỳ là to luôn. Đó, giá 190.000 bao ship này, một cái lá là 30 phân đó nha. Đó là hình số 10 nha. Rồi qua 11 thì em lên tới nhận tháng 8 hàng gieo hạt nha cả nhà nha. Hàng gieo hạt thì em bóc ra. Đó, em ghép cho lúa nha cả nhà. Cái này mới ghép lúa thôi, về cho cả nhà mình treo lên chơi thôi. Rồi, đó, dòng này là nhận hồn nhận tháng 8 hàng gieo hạt. Đó, ghép vô thế lúa để tìm ra đây, cho cả nhà mình về treo lên cái nước chăm sóc. 150 cho cái hình số 11 này, bao ship nha cả nhà nha. Hàng nói trước hàng mới ghép vô đây đâu. Đó, lấy lũ ghép như thế đẹp như cả nhà mình về chứ, mình chơi lên chơi thôi. 150 bao ship này. Hình số 12 cũng 150 luôn, có một lũ nhãn tháng 8 hàng gieo hạt nha cả nhà nha. Đó, rất là đẹp như thế này, một lũ rất cực kỳ là đẹp luôn, 150 bao ship luôn. Có móc sẵn rồi cả nhà. Đó, có móc sẵn về cả nhà mình treo lên thôi. Một cái nhãn tháng 8 này rất là đẹp như thế này. Rồi, còn nhãn tháng 8 hàng gieo hạt nha cả nhà nha. Đó, hình số 12 150 bao ship. Số 13 thì cũng 150 luôn. À, 13 cũng 150 luôn. Một khúc lúa nhận 28 rất đẹp như thế này. À, cực kỳ là đẹp như thế này. À, giờ có móc treo sẵn luôn nha. Cũng 150 luôn, em bao ship luôn nha. Hình số 13. 150 em bao ship nha. Hình số 14 thì em lên cái kiếm. Kiếm đỏ cả nha. Kiếm đỏ bọc đô, một phần kiếm đỏ bọc đô này rất là nhiều này. 120.000 bao ship luôn, như một đống luôn. Một về, hai về này, 3 giờ này, 4 giờ này, 5 giờ này, 6 giờ kiếm đỏ bọc đô nha cả nhà nha. Đó, mặt kho kiếm đỏ bọc đô thì rất là đẹp rồi. Đây em đưa cái mặt kho cho cả nhà mình xem. Đó, là kiếm đỏ bọc đô nha. Đây cả nhà, là kiếm đỏ nha, kho này kiếm đỏ bọc đô. Màu đỏ được rửa rất đẹp nha cả nhà nha. Đó, 14 là giá 120.000 bao ship này. 15 thì em lên phần kiếm thanh lan cả nhà. Thanh lan kiếm 130.000. À, thanh lan kiếm hiện tại đang vào mùa nụ cả nhà, nụ rất là nhiều con ngắt lá cả nha. À, mà bảo hành cho cả nhà mình về có nụ cho cả nhà mình ngắm hoa nha. Hôm hình cho 15 hôm nay có một phần thanh lan kiếm. Đó, một cái dề rất đẹp như thế này. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, dề trồng này xì này rất là đẹp luôn nha. Đó, dề thanh lan kiếm nó quá đẹp luôn. Cái nụ trong này hết nha cả nhà nha. Nụ luôn. Đó, cái nụ đó này. Một dề đẹp này. Thêm nữa một dề nữa này. Đó, một dề ngắn đẹp cả nha. Hai dề này, ở đây một dề ngắn đẹp nữa này, ba dề kiếm thanh lan như thế này, giá 130.000 bao ship nha, hình số 15 nha, kiếm thanh lan, đó, thanh lan thì hoa lan, cánh xinh rất là đẹp đó nha, đó, hoa trái điện thoại, đây cả nhà, đó, kiếm thanh lan nha, mặt hoa của kiếm thanh lan thì rất là đẹp à, và dòng này đặc biệt rất là thơm đó nha, cực kỳ là thơm luôn, hình số 15 này, 130.000 bao ship. Hình số 16 thì em lên phần kiếm lý hổ cả nha, phần mòn lý hổ giá 120.000 này, cũng đã bao ship luôn cả nha. Và hiện tại kiếm lý hổ thì cũng có một số cây đang có nụ cả nha, đó, cái nụ này, nụ cao cả nha, đó, đây cũng có nụ này, nói chung phần này được hai cây này đang có lòng hoa rồi cả nha, đang có nụ luôn, đó, một phần 120.000 lý hổ nha cả nha, một phần 120.000 nguyên đóng luôn cả nha này, rất là nhiều nha, có hai cây có nụ, bỏ hai cây có nụ rồi nha, nhưng cái này về cả nhà mình trồng thì khả năng sẽ lên nụ nha. Đây là lưỡi hổ nha cả nhà nha, đây là mặt kho của lưỡi hổ này. Đấy, lưỡi hổ thì kho cực kỳ đẹp rồi. Kiếm lưỡi hổ nha. Đó, hồng hồng lưỡi hổ 120.000 cho một phần này. Hình số 16 nha. Đó, thì có hai phần, mỗi phần 120 và em đã phân đều cho cả nhà mình. Có hai cây cá nụ giờ cả nhà mình ngắm hoa nụ này. Đó, cái ngắm hoa nụ, ngắm hoa lên nè. Và cây này thì đang lên nụ này, lú này. Đó, những cây này đang lú nụ đó nha. Và những cái này thì chưa thấy. Về khả năng cả nhà mình sẽ nó lên nụ thôi. Một phần hồng hồng lý hổ như thế này giá 120 nha, bao ship nha. Qua số 17 thì lên hồng hồng bích thủy cả nha.
cũng 120.000 luôn, em bao ship luôn cả nhà, một về bất thủy hàng ngắn luôn đẹp cả nhà, hàng hai về đẹp luôn, mà đây một về to nữa này, nó có đẹp như thế này, và đây một về nữa này, cực kỳ là đẹp luôn này, đây về nữa, tổng cộng có 5 về, hồng hồ bất thủy này, giá 120.000, bao ship nha, và đây là mặt kho của hồng hồ bất thủy nữa nha, dòng này ho cực kỳ là thơm rồi. Rồi qua số 18 thì có một cái combo kiếm này, để giá 130.000 bao ship thôi nha. Thì đầu tiên là có một ít kiếm đỏ này, một ít lưỡi hổ này, lưỡi hổ ở đây, ít bích thủy này, ba dây thủy và lại có hai dây xích ngọc thôi nha, hai dây xích ngọc hàng ngắn hàng lùng đẹp đó nha, nó đang lên nụ hay gì đó cả nhà, nụ mà mình chắc nụ xích ngọc này, đó. xích ngọc này, bích thủy này, lưỡi hổ này và kiếm đỏ đô, combo 4 cái loại kiếm này, giá 130.000 bao ship, hình số 18 nha, có một phần combo kiếm duy nhất. Rồi thì tiếp tục qua số 19 là cái càng cua này em đã nói cả nhà, hình số 19 thì 101 một chậu càng cua nha, 101 một chậu càng cua như thế này. Đó, đây là màu đỏ này, và đây màu vàng, nụ thì hiện tại đang lú lên rất là nhiều, màu vàng và màu đỏ đồng giá cho nhau, 101 một chậu bao ship nha. Rồi hình số 20 thì lên cái thẻ bài cả nha, thẻ bài thì vẫn như còn thêm 130.000 một chậu, một chậu như thế này là hai hoa. Đó, màu tím rất đẹp cả nha, dòng này về cả nhà mình trồng xong này nó nảy cây con nảy thêm nha cả nhà, không phải như vậy là nó hết đâu, nó tiếp tục nảy nảy xâm xê luôn cả nhà. Đó, 130.000 một chậu lan thẻ bài, 130.000 một chậu hai hoa như thế này, em đã bao ship rồi cả nha. Đó, thì là cái nho lên nha cả nhà nha, nho thì vẫn 100.000 một chậu, hai chậu thì em bao ship nha. Cái nho là có 6 loại giống nho, nho 152 này, nho 126 này, nho xanh này, nho mẫu đơn này, nho này nho đỏ này, và nho móng tay đen nha cả nhà nha. Thì đồng giá mỗi chậu là 100.000, em đã bao ship rồi. Xin lỗi, 100.000 thì cả nhà mình mua hai chậu em mới bao ship được nha cả nhà nha. Tại mới bao ship và ship cứ lẫn lộn nhất. Và đây là những cái giống nho mặt trái của những giống nho cả nhà. Đây là giống 126 này, đây là giống 152 cả nhà, nho 152, đây là nho mẫu đơn, và đây là nho đỏ Ninh Thuận, và đây là nho móng tay đen cả nha, nho móng tay đen nha. Những cái nha mình có thể về kiếm chậu này trồng cảnh như thế này, trồng vừa mình chơi vừa chơi cảnh vừa có trái luôn cả nha. Đó, và đây là nho xanh, nho xanh này. Nho xanh rất là xa. Những cái chậu nho kiến nhìn cực kỳ là đẹp như thế này cả nha, cả trái này. Và khi em bán này em sẽ kèm thêm hướng dẫn tâm cây nho từ nhỏ tới lớn cho cả nhà mình, nên cả nhà mình yên tâm. Rồi thì hôm nay em lên được bao nhiêu cái giống loại đó thì cả nhà mình chọn được cái loại nào thì cứ alo cho em nha, số điện thoại em có để trên tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em chào tất cả mọi người nha.